Khi đặt nhập vào đầu ghi hình trên trình duyệt web hoặc thông qua phần mềm, bạn sẽ nhận được thông báo vượt quá kết nối tối đa. Nguyên nhân xảy ra vấn đề này, do đầu ghi đang bị nhảy thông số kết nối tối đa về giá trị 0. Để sửa lỗi này, hãy gắn màn hình cho đầu ghi, dùng chuột đăng nhập và chỉnh lại thông số kết nối như sau. Như vậy là đã đăng nhập thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.